Mình biết là sẽ có hơn 90% người sẽ không biết những cái công dụng này của cây thụ lựu này. Và bởi vậy cho nên hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ ha. Đây là một cái loại cây mà bữa giờ cô bán chị mình là nhờ Phan Hải chia sẻ rất là nhiều và hỏi Hải về công dụng của cái cây này. Và cô bán chị mình là Phan Hải sẽ quay chậm lại, cô bán chị mình nhận ra đây là cây gì không? Chắc hẳn chúng ta ai cũng biết rồi ha. Cây này á, ở trong Đông Y á, nó có tên là cây lung linh thảo. Lung linh thảo ha. Bởi vì sao? Đây, cô bác chị mình thấy cái trái nó nè. Đó, nó thấy nó lung linh không? Đấy. Lung linh thảo ha. Này. Đấy, khi mà nó ấy thì nó trái lung linh như thế này. Đấy. Thì như vậy thì trong dân gian thì người ta gọi nó là cây thụ lựu. Có nơi người ta sẽ gọi nó là cây tầm bóp hoặc lu lu cái. Đó là trái của nó và đệ hoa của nó đây. Vì sao? Vì có một cái loại nữa, cái loại đó là tên là cây lu lu đực. Lu đực thì nó có độc, không sử dụng được. Cái này tên dân gian là cây thụ lựu ha. Bây giờ Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý bán chị mình nè công dụng cực kỳ tuyệt vời từ cây thụ lựu này mà sẽ rất nhiều người, mình biết là sẽ có hơn 90% người sẽ không biết những cái công dụng này của cây thụ lựu này. Và bởi vậy cho nên hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ ha. Đi những cái công dụng bình thường đến những cái công dụng tuyệt vời ha. Đây là cái trái của nó ha. Thì cái công dụng đầu tiên mà Phan Hải muốn chia sẻ cho quý bán chị mình nè, thì trước khi đi vào công dụng thì Phan Hải sẽ chia sẻ nè, cây thụ lựu này á hoặc là cây lung linh thảo này á là chúng ta có thể sử dụng toàn bộ thân của nó nè, rễ nè, thân nè, cành lá, trái chúng ta đều sử dụng được hết ha. Rồi đây là cái công dụng đầu tiên mà của anh chị mình sẽ không ngờ đến nè. Thì ai mà bị viêm họng mãn tính viêm họng mãn tính thì mỗi lần chúng ta sẽ ăn cái trái này nè, mà loại vừa là trái này nó nhỏ nè ha, thì trái mà nó vừa gọi là cái độ lớn của nó vừa thì chúng ta sẽ ăn 5 trái chín như thế này ha. Và nếu mà chúng ta bệnh nặng thì mỗi ngày chúng ta ăn 2 lần, ăn từ từ. Đấy, cái cây này nó sẽ hỗ trợ tiêu viêm hầu họng của chúng ta. Mà cái tiêu viêm hầu họng này là một hồi cái bài thuốc cuối, cái công dụng cuối của nó có liên quan ha. Rồi, đó là cái công dụng tuyệt vời từ cái trái thụ lựu này. Vị của nó khi chúng ta vừa ăn vào thì nó chua chua ngọt ngọt, nhai lâu thì nó sẽ hơi đắng đắng. Thì cái cách để hỗ trợ điều trị viêm họng mãn tính cho chúng ta. Đấy, nhiều cô bác anh chị mình đã cũng hỏi Hải rồi. Đấy, hôm nay Hải ở một cái vườn cao su như thế này. Đấy, mát thiệt nhưng mà muỗi nhiều lắm. Ở trong vườn cao su như thế này có vậy chứ nhiều nhiều cây cây thuốc lắm á. Đấy, ở đây gần gần đây Phan Hải chỉ cho nè. Đây nè, cây này là cái cây sợ vợ nè. Uống là hết sợ vợ. Cây này là cây bá bệnh hoặc gọi là mật nhân. Đấy, cây hỗ trợ bổ thận đấy. Rất là tuyệt vời. Rồi, chúng ta quay lại bài thuốc nè. Cái công dụng thứ hai của nó đó, một hồi Hải sẽ chia sẻ liều lượng ha. Bây giờ Hải sẽ nói công dụng trước nè. Công dụng thứ hai của cái thụ lựu này là hỗ trợ cho chúng ta là bình ổn đường huyết. Khi chúng ta bị tiểu đường thì chúng ta có thể sử dụng cái cây này để chúng ta bình ổn đường huyết. Những người nào bị viêm đại tràng đấy thì chúng ta cũng có thể sử dụng cây này. Rồi, công dụng kế tiếp của cây thụ lựu này là nó hỗ trợ cho chúng ta về sốt. Thì chúng ta bị cảm sốt nấu uống thì nó cũng hạ nhiệt. Đấy. Về cái thân á thì nó không có vị chua vị ngọt đâu, nó có vị đắng. Người nào mà bị đường huyết á, bị tiểu đường nha, bệnh nhẹ nhẹ thôi, thì chúng ta có thể là nhà chúng ta ở đồng quê chúng ta có cái này á, chúng ta không cần nấu đâu. Chúng ta chỉ cần bẻ đột non này về nè. Bẻ đột non về chúng ta xào tỏi ăn.
mỗi ngày một lần như vậy thì nó sẽ bình ổn đường huyết cho chúng ta. Bình ổn đường huyết nó khác với lại là cái hạ đường huyết nha. Có những cái loại dược liệu mà nó gây nó sổ đường, còn có những loại dược liệu nó sẽ bình ổn. Thì cây thù lù này hoặc là cái lung linh thảo này thì nó có công dụng là bình ổn cái đường huyết đấy, bình ổn đường huyết cho chúng ta. Công dụng kế tiếp tuyệt vời của cây thù lù này đó là những ai bị máu nhiễm mỡ thì sử dụng cái thù lù này nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta điều trị. Ở đây là hãy nói hỗ trợ, tất cả các bài thuốc Phan Hải chia sẻ nó đều là hỗ trợ, không có bài thuốc nào đặc trị ở trên kênh của Phan Hải, chỉ hỗ trợ thôi. Nếu chúng ta đang sử dụng thuốc Tây thì chúng ta có thể sử dụng kèm theo cái dược liệu thuốc Nam bằng cách là cách nhau 2 tiếng. Rồi. Khi chúng ta bị gì? Đây là một cái công dụng tuyệt vời mà cây thù lù này mà được các nhà nghiên cứu ở An Giang người ta đã nghiên cứu, đang nghiên cứu và đã nghiên cứu. Đó là nó hỗ trợ trong cái quá trình mà điều trị, hỗ trợ điều trị ung thư vòm họng hoặc hầu họng. Hồi nãy cái trái của nó của bạn chị mình Phan Hải đã nói rồi, nó trị viêm hầu họng rất tốt, viêm họng mãn tính đó, rất tốt. Cho nên Phan Hải mới lưu ý của bạn chị mình cái ý đó. Thì cái cây này chúng ta có thể dùng, ví dụ chúng ta đang bị bệnh đó mà không có tiền điều trị bệnh đường cùng, khó khăn, không còn một cái hy vọng nào hết, mà quanh nhà ta hoặc là chúng ta biết được cái bài thuốc này thì chúng ta có thể tham khảo kỹ. Mai đầu phước chủ mai thầy hỗ trợ trong cái quá trình điều trị ung thư hầu họng. Và chúng ta có thể sử dụng cách thuốc Tây 2 tiếng. Rồi. Còn gì nữa không? Có một cái công dụng nữa, đó là những người nào bị ung thư đại tràng thì chúng ta cũng sử dụng bài thuốc này để chúng ta hỗ trợ ha. Đấy, đó là những cái công dụng tuyệt vời của cái cây lulu, gọi là cây tầm bóp hoặc gọi là cây thù lù hoặc là lung linh thảo. Rồi từ nãy giờ Phan Hải chia sẻ công dụng rồi, thì bây giờ phải Phan Hải sẽ chia sẻ cho các anh chị mình là cái cách để chúng ta sử dụng ha. Rồi, cách sử dụng rất đơn giản, Phan Hải chia sẻ luôn ha. Cách sử dụng thì sử dụng tươi cũng được và sử dụng khô cũng được. Thì khi mà chúng ta sử dụng tươi thì khoảng 100 gram, còn nếu chúng ta sử dụng khô thì khoảng 30 đến 50 gram. Đem về rễ thì rửa sạch, chặt khúc phơi khô. Loại này thì chúng ta sử dụng là tránh cái vấn đề để cho ẩm mốc ha. Rồi, khi chặt khúc phơi khô rồi, không có cần sao vàng hạ thổ gì hết nha. Chặt khúc phơi khô. Rồi khô thì lấy cho Hải 30 đến 50 gram. Một hồi có lưu ý của bạn chị mình xem có lưu ý dùm Phan Hải ha. Còn nếu tươi thì cỡ 100 gram, 90 đến 100 gram. Bỏ vào nồi và đổ cho Hải khoảng 2 lít nước, nấu sắc còn 1 lít, chia đều ra uống trong ngày. Hỗ trợ những cái vấn đề từ nãy Phan Hải đã chia sẻ. Ví dụ, cái cây nó không có cái trái chín thì làm sao hỗ trợ điều trị viêm họng đây? Thì uống cái nước đó. Nè, nấu cái nước cây để uống. Rồi, ai bị tiểu đường thì cũng sử dụng bài thuốc như vậy. Ai bị máu nhiễm mỡ thì cũng sử dụng bài thuốc giống như vậy. Đó là một bài thuốc để hỗ trợ những cái bệnh đó. Rồi, ai bị ung vòm họng, hầu họng hoặc là ung đại tràng thì chúng ta cũng có thể sử dụng một cái bài thuốc đó để hỗ trợ. Đấy, đơn giản không cô bác chị mình, đó là cách để sử dụng cái cây thù lù này trong đông y, người ta còn hay gọi là lung linh thảo. Rồi, lưu ý gì? Thứ nhất là không sử dụng quá liều lượng, sử dụng đúng cách. Cái thứ hai, khi nó có, tại vì một số người là nó bị, gọi là một số người thì bị nó bị phản ứng,
Thì ví dụ như chúng ta thường một số người ăn uống mật ong cũng bị phản ứng này. Rồi có thể là chúng ta ăn thịt bò cũng phản ứng. Đấy, thì đây là một số cái lưu ý nếu chúng ta bị phản ứng. Ví dụ khó thở hay gì đó, ngưng liền, không sử dụng nữa. Rồi, và cái lưu ý tiếp theo rất là quan trọng, đó là chúng ta không được sử dụng lâu dài. Lâu dài là bao nhiêu? Là một tháng. Một tháng đủ lại thôi, không sử dụng quá một tháng. Đấy, không không được sử dụng lâu dài, liên tục lâu dài. Rồi nói như vậy thì khi chúng ta chưa hết bệnh mà tới 1 tháng rồi, chưa hết bệnh hẳn mà đường tháng rồi, không lẽ giờ nghỉ không uống nữa thì bệnh lại sao? Không, chúng ta nghỉ khoảng 1 tuần lễ xong rồi chúng ta sử dụng lại, cứ dùng tháng nghỉ 1 tuần hoặc 10 ngày đấy, khi nào hết bệnh thôi. Đấy, đó là cái cách sử dụng cái cây thù lù để chúng ta có thể làm thuốc hỗ trợ ha. Hôm nay Phan Hải đã chia sẻ rất nhiều bài thì thuốc chỉ sử dụng một cây này thôi để hỗ trợ của bác chị mình, dành cho ai? Cho những người điều trị bệnh hoài không mà không có hết bệnh, rồi bệnh càng ngày càng nặng. Thứ nhất, thứ hai đó là người khó khăn không có tiền điều trị bệnh đường cùng. À, chia sẻ cho chúng ta tham khảo ha. Còn nếu mà chúng ta có điều kiện giàu có, tiền của nhiều thì chúng ta có nhiều đường để chúng ta tính. Còn những người khó khăn, nghèo khổ thì hoàn cảnh neo đơn, đơn chiếc hoặc là khó khăn thì rất là tội. Đây là một số cái tinh thần mà Văn Hải gửi đến quý quán chị mình để chúng ta lấy lại tinh thần. Rồi, những gì Phan Hải chia sẻ, Phan Hải đã nói rất kỹ. Video thì Phan Hải chia sẻ cho người bệnh hoặc cho người cần. Còn cho nên là nó rất kỹ và nó hơi gọi là kỹ lưỡng quá thì đâm ra nó chậm, nó dài. Thì đâm ra thì có nhiều người mà chưa có bị bệnh hoặc là không cần thiết bài thuốc thì đâm ra khó chịu. Nhưng chúng ta hãy nghĩ cho cộng đồng đi, chúng ta không cần nhưng một số người người ta khó khăn người ta cần lắm. Thì Phan Hải chia sẻ cho người bệnh mà. Bởi vì kênh của Phan Hải không phải là kênh giải trí. Kênh của Phan Hải là kênh về sức khỏe, giúp đỡ của bác chị mình. Cho nên nó không có cái tính chất giải trí ở đây. Cho nên của bác chị mình thông cảm ha. Rồi thì cũng mới xong. Thì cuối video Phan Hải cảm ơn quý bác chị mình rất là nhiều ha. Hôm nay là Chủ nhật. Phan Hải kính chúc quý bác chị mình và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an lạc. Ha. Bây giờ xin chào. Hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào những video tiếp theo.